Bên đây Thanh Mai lên có mình là châu Thái nhá, cây bóc này. Cây bóc chậu rất là đẹp, lá dày đẹp các bạn nhá. Nó chỉ xấu xấu cái lá chân tí thôi. Đấy, còn phần những phần trên lá rất là dày và đẹp các bác này, căng bóng luôn nhá. Dày và đẹp, căng bóng rất là đẹp. Size cây của nó thì cứ tầm 2 cây cho đến 3 4 cây một cân. Các bác về thả lên lũa, lên gỗ, lên chậu gì đều rất là đẹp. Các bác thấy cái bộ thân của nó này rất là khỏe nhá. Thân dừa như này này, các bác kích rễ, kích con này. Của nó bộ thân rễ của nó mạnh. Đấy, hay trồng chậu không biết trồng nên nó bị rụng lá chân ấy các bác. Cho nên các bác mới được cái lá nó dày cứng như này này. Cái dày cứng như này rất là khỏe này. Đấy, thân của nó khỏe lắm. Đây các bác này. Thân này nha, các bác nhà mình nhá, cho ra con vô tư luôn. Đấy, ra con trên này này. Khỏe lắm. Lá căng dày, cứng nặng lắm đấy các bác nhá. Đẹp lắm. Đây này. Thấy phần lá rất là dày đẹp. Đấy, châu Thái cái này nhiều màu nhá, mà em thấy toàn màu sáng là nhiều. Đây các bác thấy thân lá của em không? Thường là châu Thái nó sẽ có ra 2 gam màu nhá. Cái thân lá đỏ này này, thân lá đỏ này thì nó sẽ ra những cái màu đỏ khác nhau. Đấy, nó sẽ ra những màu đỏ khác nhau không nhá. Còn những cái thân trắng với thân vàng này này thì nó sẽ cho những gam màu trắng hồng với lại vàng với lại cam nhá. Đấy, những gam màu này sẽ cho ra trắng hồng vàng cam chứ không thể nào ra được màu đỏ được các bác nhá. Đỏ hay đỏ đốm hay là kia không có không nhá. Đấy, rất đẹp con này, thân vàng mà. Thân vàng đây này, đây này các bác này, những cây này thì khả năng cây cam là nhiều này. Mà cái lô chậu này của em gái là toàn nhiều màu đấy là nhiều nhá. Chủ nhà người ta chia sẻ nhá. Toàn những cái màu gam màu như vậy là nhiều. Đây các bác thấy không, cái lá nó dày như này này. Cây khỏe lắm. Cái lô này mà các bác nào mà thích chơi châu ghép thì nên ghép cái lô này, đẹp cực kỳ luôn. Đây, rễ của nó gốc như này cơ mà. Khỏe. Thường những cái cây nâu năm ở trong rừng người ta còn bẻ ngang cây về người ta trồng ấy. Đây ạ. Đẹp lắm. Bẻ ngang các nhá. Bẻ như kiểu như bẻ cành bồng bồng á. À, bẻ cành bồng bồng về cắm ấy các nhá. Đấy, từ 2 cho đến 3 4 cây một cân. Mai bán là 250k một cân nhá. 250 ạ. Đấy, các bạn thấy không? À, nó cứng nó ngóc lên này. Đấy, rất là đẹp các nhá. Mai chia sẻ là 250 một cân. Đây là những gam màu đỏ hoặc đỏ đốm này. Đây, các bác thấy thân nó vàng này. À, vườn này toàn cam ý này, cam lửa là nhiều thôi. Cam lửa nhưng mà nó cũng theo tùy cây ý, cũng có khả năng nó sẽ ra vàng ý. Chưa biết được. Các bác chơi là lâu lắm các bác nhìn thân lá các bác biết nhé. Thân của nó màu đốm thì chắc chắn nó sẽ ra màu rừng, là cái màu tím đốm ấy. Còn thân của nó đây này các bác nhìn nhé. Đây này. Ui cái cây nó đẹp các bác này. Ui nào. Phải nói là cái gốc của nó cực khỏe, nó mới giữ được cái lá nó như thế này các bác nhá. Đấy cho nên là về các bác kích rễ xong rồi lai mai thoải mái. Ít nữa con sau nhá, cứ kích rễ đã, được cái gốc đẹp như thế này mà. Cái gốc quá đẹp luôn này. Kích rễ giúp em gái đã. Để cây này này. Đấy, toàn những màu tươi thôi ạ, toàn màu tươi các bác nhá. Để lá này. Khỏe lắm. Thế nên nó nặng nhá các bác mình nhá. Những cây này mà nó trên chậu nó rất là giá trị tiền nhá. Đấy, cái chậu nếu mà chậu đẹp với cả triệu các bác nhá. Đây, lá nó dày như thế này này. Ui, lá này, lá sọc đẹp này. Ui, lá sọc đẹp các bác này. Lá dày, cứng đẹp các bác nhá. Đấy, cứ 2 cây một cân. 2-3 cây một cân. Đây, cây này cái to các bác này. Wow, cây này này. Đây, cái bộ rễ của nó các bác này, đẹp không? Nói chung là nó như nhau các bác nhá. Đây này. Cây trong nó như nhau hết ạ. Đẹp lắm, toàn lắm mít thôi các bác này. Ui dồi ôi, đẹp này. Gam màu sáng các bác nhá, gam màu sáng giúp em gái này. Đấy. Nhà bác nào có những chậu châu hoa màu cam lửa, màu hồng cánh sen, các bác nhìn thân lá rất Thanh Mai nhá, nhìn thân lá này là biết được đó là màu gì. Đấy. Đấy, đẹp lắm. Đẹp lắm, 250 một cân các bác nhá. Ủa ôi đẹp này. Đẹp này, giá quá rẻ luôn, giá bao? Giá ve chai. Đấy. Toàn màu sáng rồi các bác nhé. Đẹp lắm. Cây nhỏ nhỏ này. Cây nhỏ nhỏ này cũng 3 cây. 3 cây các bác nhé. Đây này. Thân lá nó nặng đẹp lắm. Ui sửa cái này nó mít này. Đấy các bác nhé. Các bác liên hệ trực tiếp cho Thanh Mai. Số điện thoại là 0372 094 157. Đấy, em ship mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đẹp lắm. Đẹp lắm.